Đây là buổi học của lớp dạy khèn Mông ở xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, gồm 47 học sinh trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi. Với quan niệm giữ được tiếng khèn là giữ bản sắc dân tộc, những nghệ nhân trong thôn, trong xã đã tâm huyết truyền dạy nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu được ý nghĩa các điệu khèn và biết chơi khèn. Dạy cho các cháu khèn để luôn luôn giữ được cái bản sắc của dân tộc Mông và hiểu được và nắm được về cái phong tục tập quán của dân tộc Mông. Mình là người Mông nên là dân tộc Mông là khèn là của dân tộc Mông mình, thì mình phải học để cho giữ lại. Văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá và việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng. Chính vì vậy, trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa. Theo rà soát của ngành chuyên môn, hiện toàn tỉnh có 131 vật thể, 446 phi vật thể, trong đó có 61 di tích, 27 di sản được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Chúng tôi cũng đã tổ chức mở các cái lớp truyền dạy văn hóa ở trong chính cái cộng đồng, rồi thì trong các cái trường học để giúp cho người dân có thể là chúng ta sẽ lưu giữ được những cái bản sắc văn hóa truyền thống đó dựa vào chính các cái nghệ nhân, những chủ thể sáng tạo ra văn hóa để thực hiện cái công tác truyền dạy, lưu truyền các cái giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Đến nay, nhiều giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của 19 dân tộc trên địa bàn tỉnh như các lễ hội tín ngưỡng dân gian, tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề thủ công truyền thống, các trò chơi đã và đang được bảo tồn và phát triển. Điều này cũng thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan trải nghiệm, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.